cây này để dài hơn đẹp hơn, cây để ngắn hơn sao vậy, để được anh? Ủa để ngắn mà để vừa, nó khít nó phít vậy nó mới sướng. Trời ơi, 12 giờ tôi tính quay tôi núp rồi. Ông má quay quay phim là sợ nhất con cha nội này nè. Thằng cha nội là nhiều nhất, nhiều chuyện nhất trong phòng luôn. Ủa vô là gần nào cũng vô gặp ông cà khịa hết. Thánh cà khịa. Chào các bạn đến với THON Gym Bình Tân. Hôm nay không phải là mà video hướng dẫn tập luyện, không phải là video hướng dẫn buổi tập của Duy Nguyễn. Bây giờ tập hết nổi rồi. Hôm nay là Duy Nguyễn làm một video để gửi tình cảm thân thương đến các bạn fan hâm mộ Bình Tân và quý khách hàng ở Bình Tân. Không bỏ rơi Bình Tân đâu các bạn. Bữa nay nó nói chung là uống reward cao vô 3 tiếng xong rồi đợi media. Nên bây giờ là nó hết tập nổi rồi. Bây giờ là hết biết nói cái gì luôn rồi. Không biết cái bọn media bữa nay nó ăn cơm kiểu gì á. Các bạn nhìn đồng hồ nha. Bình thường á là công ty á cho phép là 12 giờ nghỉ ăn cơm. 11 giờ lặn mẹ rồi. Nó xong giờ là hai mấy. Đó, mà Di uống mì quạt cao là uống lúc 11 giờ rưỡi. Tới giờ là nó ra vậy nè. Các bạn sẽ thấy là bên BBT quận 12 với BBT quận 9 nó đầu tư ghê quá đúng không? Bên Bình Tân các bạn nói là không đầu tư, không có. Bên Bình Tân là chẳng qua là diện tích nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng cố gắng đầu tư với bạn. Và hôm nay là Duy Nguyễn đi giờ vòng vòng nói về sự đầu tư mới ở bên Bình Tân. Cái này thì khỏi nói, cái này làm clip rồi. Cái này có 104 triệu hay gì đó, máy này. Rồi hai cái khung Smith. Chỉ có duy nhất ở bên Bình Tân mới có hai khung Smith nha mấy đại ca. Mấy đại ca cứ ngồi ganh ghét nói rằng bên quận 9 ngon hơn, rồi bên quận 12 ngon hơn. Nhưng mà tôi khẳng định chỉ có bên Bình Tân này mới là có hai khung Smith. Quận 9 chưa có nữa. Và ở bên Bình Tân này có những máy cũng là lạ độc. Giờ đi qua con này đi. Con này là đáng lẽ bên quận 9 nè. Nhưng mà bên quận 9 chặt rồi, nên Duy mới chuyển con này về bên Bình Tân. Mà con này các bạn nhìn cái ghế đó, nhỏ nhỏ vậy thôi. Xin báo giá luôn, ngoài 30 triệu đó nha. Nói định với anh luôn, ghế này ngoài 30 triệu nha đại ca. Nên đại ca mà tới tập cái ghế này làm ơn nâng niu trân trọng. Đó, giùm tôi một cái. Ông cũng ông nội đó đó. Ông nội đó ngày trưa tập, hồi xưa tập phòng cỏ mấy em. Rồi xong rồi nhóm bắp chuối riết quen. Nó cười. Nó đúng quá cười. Ơ quá trốn hả? Nó vàng rồi đó. Cái vàng nó hay coi live stream buổi tối rồi xong rồi đi cà khẹ đó. Cái máy này nè, hồi xưa phòng cỏ nó có. Phòng cỏ nó có mà phòng VIP không ai chơi máy này hết á. Phòng VIP đó là người ta chơi là đứng nhón hoặc là ngồi nhón không à. Tại mua cái ghế này nó uổng tiền ông nội ơi. Ông cái ghế này không làm hay được nhóm bắp chuối thôi à. Đó, mà cái ghế này mua hơn 30 triệu. Thì bạn nhìn coi nó là gì hơn 30 triệu vậy. Vậy đó. Nè Mark in USA. Mark in USA nha. Logo túp súp quyền thoại. Dòng này dòng Pro Performance nha ba. Cái dòng này dòng Pro Performance đó. Cái dòng Pro Performance đó nó gồm có Pro Performance Plus. Pro Performance Plus là cái dòng mà Duy quay hai cái clip ở bên quận 12 á, nó là dòng Pro Performance Plus. Rồi cái dòng này á là cái dòng Pro Performance Rack. Đó, Rack là mấy cái đồ mà gọi là gắm đồ gắm điếc rồi đó. Nói chung tất cả những cái sản phẩm mà Duy mua Mỹ Đế á là đều là Pro Performance hết. Đó, thì cái ghế này là một trong những cái máy ghế Pro Performance. Pro Performance nhưng mà nó là dạng nhóm bắp chuối thôi. Đó thì chỉnh lẹ luôn, vô có chỗ này chỉnh nè. Nè cạch cạch nè đó không? Được không? Đó không, không em không em ru luôn. Mấy cái máy của tàu hả lại vô vậy nè. Nó kéo được, nó gích. Đó, vô cái là viết Mỹ Đế liền. Đó. Rồi ok. Rồi tạ thì giờ thích chốt thích thôi. Vô nhón bắp chân dễ thôi, ngồi nhón chỉnh cho phù hợp với mình. Rồi ok. Rồi vô không để không. Nè, tinh tế nè. Cái ghế ở dưới nè. Ghế nè, không ghế nó ốp vô nè, nó phù hợp với cái đùi luôn. Hiểu không? Nó Mỹ Đế nó vậy đó bạn. Không biết nói sao, biết Mỹ Đế thôi chứ giờ. Kéo vô. Nè, kéo vô. Này là cái quyền thoại một thời. Này giờ mấy ông nội kia đòi. Mấy ông nội kia đòi, ông không hiểu đổi ghế này với ghế tập lưng.
ghế tập lưng bật bật như ghế nhỏ như con gì, con chuột nhủi á. Cái con gì ta, cái con gì mà mình bắt nó đưa hải càng ra đỡ đỡ vậy nè mấy bạn. Ăn bổ củi, ăn bổ củi, lộn 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 con không. Má bài này, bài này là mẹ mẹ phải tỉ ủa có tôi phỏng vấn luôn bây giờ á. Khịa khịa đó, tập vậy thôi đó. Đó một phải không, má cái chưa thấy phòng game nào buổi trưa tập đông bà cố. Trời ơi, 12 giờ tôi tính quay tôi núp rồi. Ông má quay quay phim là sợ nhất con cha nội này nè. Thằng cha nội là nhiều nhất, nhiều chuyện nhất trong phòng luôn. Ủa vô là gần nào cũng vô gặp ổng cà khịa hết. Thánh cà khịa. Vô tập gặp ổng sợ lắm. Má chưa đâu mà đông quá trời không biết, cho tôi quay phim chứ. Mốt mấy phòng khác sẽ phải để chữ quá. Phòng này nó quen quen rồi nó không sốc chứ. Mấy phòng khác mình vô phim chạy hết. Nè. Đây không phải là clip hướng dẫn vậy mà, cái này clip review thôi, thông báo là Bình Tân mình đem này về cho anh em xài. Chui, bắt chui, 30 triệu hơn. Quên nữa, coi Mỹ Đế này có tính năng quan trọng không để test cái mà. Test. Tính năng này hôm nay chưa ai cà khịa rồi. Vô mấy em. Rồi ok. À, nó bảo hiểm mấy bạn, tính hết rồi. Ồn quá kỳ, hồi kỳ tôi mua máy tàu ông nó nguyên. Ồn quá tôi cũng làm giống vậy nè. Gớt cái bụp cái cây đập vô cây này luôn. Mà không nói mà tôi bị đè là tôi gãy xương. Quá vậy á, đè. Tôi hỏng chân rồi tôi test thử cái tôi để vậy nè, nó đè vô chân nè. Mà nếu mà tôi buông ăn cái nó gớt cái bụp vô đây, cái cây này đập vô cây này. Nó chơi vậy đó. Thằng này không bị nha, tính năng an toàn đạt. Thôi trời mẹ nó đi, chơi đồng bộ. Cái điều mà Di muốn nói đây là cái gì? Giờ là mấy cây sắt rồi đó, mà cũng chơi Mỹ Đế luôn. Ghê không? Bình Tân chỉ có chất đó, chỉ có Bình Tân thôi nha. Rồi chúng ta tiếp tục đi qua cái máy tiếp theo. Mà nó cũng quyền thoại không kém. Đây, cây sắt nữa. Cây sắt nữa. Em anh nhờ cái em. Em xuống dưới em lấy mà nó cây ba beo mà cây tròn tròn có sẵn á. Thẳng ngang gì cũng được á, cây nhẹ nhiều luôn. Công thẳng gì cũng được á, BD cũng được nữa. Mà cái cây nhỏ nhỏ thôi nha, cây chừng 10 kg gì thôi. Hết người rồi mấy em, hết người rồi nhờ luôn. Thằng đó là nó thích áo anh lắm. Mà mặc vừa. Nó thôi mua súp nhiều vô đi, mặc áo mới vừa. Đây, ghế này. Đỡ ghế mà tập tay trước. Cái này bằng giá kia, 30 ngoài. Có ai tin nổi vào mấy cái sắt thôi 30 ngoài á. Wow. Nói ra không ai tin luôn mẹ. Xong rồi cái mình mua máy người ta chửi mình khùng. Nên đem mày ra đi. Không hài lắm đủ không, mấy con BT nhà mình nè. Mấy con BT nhà mình á. Tôi kêu máy là đem lên tầng 3. Cái xong buổi tối đó cái mình đi massage. À, massage thì là trong phòng massage nó không có wifi các bạn. Mình không có nào mình coi được camera ở nhà hết á. Cái mấy ổng biết sao không? Ổng đem tầng 2 ổng để vậy nè. Để vậy nè. Đu bữa sau một chụp hình đó. Đu ghế để vừa dưới người ta. Ghế để đẹp thiệt chứ. Xong mình về mình điên máu sôi gan lôi đầu ra chửi. Tao nói tụi bay có bị khùng không? Mà nó để cái ghế thì để đây. Mà hai cái rắc ba beo á để đằng kia kìa. Rồi mỗi lần tao tập á, nó tập xong cây này nó khiêng từ đằng kia cái cây lại đây. Xong cái giờ tao muốn tập cây nặng hơn đúng không? Muốn tập cây nặng hơn là 20 kg, 20 bao, cái nó khiêng cây để trả đằng kia. Xong nó cầm cái 30 kg lại. Nó cầm cái 30 kg lại để đây. Nó tập xong rồi cái thằng mà nó khiêng đi thì không nói, nó ngu cả nó đi. Mà cái thằng kia kìa nó khiêng ra để đây đóng xong hồi xả nó đóng tạ đi luôn. Nó xả nó đóng tạ đi luôn, tao quay tao lại luôn vậy mà nó không làm BT nữa. Coi làng nào tuyển. Thằng nào tuyển chứ thằng này không có tuyển nha. BT làng này không có tuyển. Đó, bóc phốt luôn, bóc phốt chính nhà mình luôn. Ông nội ơi, cây đó là cây này nè ba. Cái thẳng cái công gì đó cũng là cây này nè. Để mẹ nó đi. Nó nói, ủa sao anh ơi, kìa để ngắn cây kia. Là nó soi vậy nè. Tụi nó hài lắm, nó soi vậy nè. Ủa anh. Cây này để dài hơn, đẹp hơn, cây để ngắn hơn sao vậy để được anh. Ủa để ngắn mà để vừa. Nó khít, nó phít vậy nó mới sướng. Còn mày vậy đâu được. Đúng không? Cây này nè, đây tao cần gì? Ừ, tháo này ra nè.
đúng không, tháo bánh tạ ra, lấy bánh tạ cái gắn vô, lấy bánh tạ gắn vô này nọ, muốn tập nhiêu đó là tập. Thật ra máy tập tay á bên đây không có thiếu đâu, chỉ thiếu một cái huyền thoại phi quay mắc hơn con này một chút. Ở bên quận 9 có, bên đây chưa có, hết chỗ để rồi đó. Con này vậy là ngon rồi ba. Cái bài này nè mà có mấy anh bố hài lắm, thêm thêm tạ cho anh tập nặng nặng nặng. Bà nói mày chứ nặng, bài này không có tập nặng được mấy em, bài này tập nhẹ, bài này người ta căng chơi vậy đi tập nặng đúng không? Ê lụng đứng về tập mày bậy bậy đó, má sĩ mày sĩ ông nội vừa rồi sĩ nhục 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 sĩ nhục, nhục người tàn tật đúng không? Mấy ai nói lụng tắm được nè, lụng đứng về tập này ba. Tôi tập đàng hoàng trong con mà tôi cao tập vậy đi. Đó. Cái bài này nó phích cái tay mình lại. Đó, để mình kéo vô, mình kéo vô, mình kéo vô, mình kéo vô, mình kéo vô. Cái mình lên tạ. Ghế này có gì chỉnh không ta? Ê, kiếm một cái chốt không? Dưới đây thường thường dưới đây nó có cái chốt nè. Rồi này không có chốt luôn mấy em. Ghế symbol thôi. Ba mươi mấy cũ. Ba mươi mấy cũ. Nói chung mấy bạn đừng mua, bạn ơi mắc lắm. Tới đây trải nghiệm được rồi. Mua chi mấy cái đầu yêu này. Để Duy Nguyễn mua được rồi, độc quyền. Rồi ok. Bình Tân nó có ba máy này nè. Chắc là mình có. Wow. Vô. Mệt quá. Mệt quá mấy em ơi. Tập trong, cầm trong, cầm trong, cầm trong, cầm trong. Thôi mình hai vậy thôi. Giờ xuống lầu 2 có cái nữa. Xuống lầu 2 còn nữa nha. Cái building này á, anh đứng đây á, nó đã được hơn 3 tuổi rồi. Nó được hơn 3 tuổi rồi. Khai trương vào ngày 17 tháng 7 2017. Thì tới nay là hơn 3 tuổi nha các bạn. Thì hơn 3 tuổi nó trải qua bao nhiêu biến động của thời gian, bao nhiêu sự dịch chuyển của không gian do những cái tầng đứt gãy địa chất này nọ đó, nó hình thành nên. Thì Duy nói cái điều đó làm gì? Con người Duy cũng già cỗi theo thời gian. Già rồi. Giờ kể như mệt mỏi rồi. Đây. Cái ghế này mới nhập về, bổ sung thiết bị. Ghế này mua để làm gì ta? Nói ra cái giá bằng xỉu nữa nè. Biết ghế này nhiêu không? Nope. Ngàn đô. Wow. Thật ra đó, cái ghế này á thì mấy cái phòng khác đó, để kéo kéo con này gần gần vô cho nó giống giống nè. Đừng so nha, đừng so khung nha mấy em, đừng so mấy đồ giải thích luôn á. Đừng so khung nha, đó, ghế này, ghế Mỹ đế nó phải khác chút. Thì bình thường các bạn có thể tập trên ghế này, cũng ngồi, cũng đẩy, cũng điếc này nè, hết tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có duy nhất bài là không làm được. Bạn có thể làm được hết tất cả trên này, đúng không? Nhưng mà cái chỗ này thì không hạ xuống được, nhưng mà không hạ xuống được qua ghế bên kia ngồi, vẫn tập tay được. Nhưng mà chỉ duy nhất có một bài không làm được thôi. Đó, mà cái bài nằm trong giáo án mắc OT. Trong giáo án mắc OT. Đó. Mà phải bổ sung cái máy này. Vậy tôi không hiểu tôi bổ sung máy này để làm gì nữa. Để chứng tỏ tao đây nhiều tiền hay là để chứng tỏ tao đây chịu chơi. Không biết luôn, thích thì bổ sung thôi. Tại vì mình đã chơi nguyên vàng Rồ Phong Anh đó bạn. Mình nâng cấp hoàn vàng Rồ Phong Anh nè, logo nè. Nè, Mỹ đế. Đó. Thì mình cứ đầu tư cho đồng bộ vậy thôi. Cho có cái để nói, cho có cái để làm clip, bạn có thể hiểu rằng tôi bỏ ra đã giờ ba máy rồi đúng không? Máy 30 hổ lộn, 30 ngoài cứ coi như 35 cộng lại 100 triệu. 100 triệu đó. Chả lẽ đầu tư 100 triệu cho để chia sẻ cho các bạn để ra một video thôi. Thì video là được bao nhiêu view, bao nhiêu like, bao nhiêu subscribe để tôi đổi lại giá trị mà tôi bỏ ra 100 triệu. Không giải thích được các bạn, thích thì chơi thôi, giờ đừng hỏi nữa, mệt lắm. Đó. Khi mà các bạn mắc OT đó, thì các bạn sẽ dựa cái lưng ra đây. Bạn đẩy cực nặng, vai đẩy giờ nặng nhất. Còn khi bạn dựa vô đây á thì nó bị phích lại. Đó, bạn đẩy nặng thì được rồi đó, nhưng mà nó sẽ không vô bằng ngồi ghế để đẩy. Đó, mà những cái phòng gym khác đó, nó không có được cái ghế này. Nó không bao giờ nó dám bỏ tiền nó mua ghế dạng vậy hết.
mà nổi cái ghế tàu thôi mà bây giờ báo giá ghế này 10 triệu là cha con cũng vãi luôn rồi, đúng không? Vãi luôn, không ai mà đi khùng đi bỏ ra tiền mua ghế này, nó sẽ làm ghế nóc quen quen không? Ghê nóc ở chỗ lòng á. Mấy bạn nào có video này, các bạn comment đi, giờ còn phòng gym nào mà làm ghế mấy ghế nóc ở chỗ lòng à. Kéo chuột rồi nè, đẩy vai này. Hoặc là những cái ghế nó hàng sắt, nó hàng thôi, bằng sắt chạy, đủ đang đẩy bực, banh mỗi hàng ngã cái đùng. Cái ghế này nó chắc trời, nó chắc. Không cách nào ngửa ra được. Đó. Nên cái ghế này nó sẽ tập được tất cả những bài bạn thường thấy, cái đó không nói nữa. Nhưng mà nó tập được bài mắc của ti. Mắc của ti. Vậy đầu tư máy này để làm chi? Chuẩn bị quay lại giáo án mắc OT à? Chắc chắn rồi. Mắc OT Di chưa làm một giáo án hoàn chỉnh. Đúng chưa? Phòng già, Duy già, nhưng mà tinh thần chưa già. Rồi vô Minh Hoàng cái mắc OT chơi chơi. Không phải tổng gì đâu ba. Cái này là lên chơi chơi thôi, mắc OT nó phải lên khác. Nặng lắm. Đó, này thấy không? Vị trí này nè, cực kỳ an toàn. Vô vai nhiều lắm. Rồi đúng không? Hoặc là có thể gọn chuột để dạy những bài cực kỳ quan trọng quen thuộc luôn, đúng không? Hoặc là dạy đó không dễ lợi hại lắm ba đó sao sao. Rồi có mấy thằng cặc hệ chơi một tay. Thấy không? Chụp chụp. Nani? Chụp. Ôi. Ôi già rồi xíu học ba. Hồi xưa chụp công việc học đó đó. Thôi thôi, nãy chụp tạ xíu học. Nè, bình thường làm gì chứ chụp học được mấy này. Thấy không? Về trước. Thấy không? Nó ghế ngàn đô. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu. Hải Bánh 3 triệu. Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.